chương trình tối hôm nay gồm có ông tập cận bình cảnh giác trước tình anh em nga triều tổng thống putin bày tỏ lòng biết ơn triều tiên stoltenberg trung quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả vì ủng hộ nga ông putin đưa người nhà vào vị trí lãnh đạo quân sự đài loan theo dõi tàu ngầm trung quốc nổi ở eo biển lính triều tiên vượt biên giới Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo. Hàn Quốc ra lệnh cho bác sĩ trở lại làm việc sau cuộc đình công. Quân đội Trung Quốc chìm trong tham nhũng. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đã đến với bản tin tối của kênh 60 giờ tình hòa vào thứ ba ngày 18 tháng 6. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh để cập nhật tin tức. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, sự phát triển của mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến việc Nga đang bị mắc kẹt trong vũng lầy của cuộc chiến Ukraine. Từ tháng 9 năm ngoái, ông Kim Jong Un, người hiếm khi đi ra nước ngoài, đã đến thăm Nga và được đối phương chiêu đãi rất hoành tráng. Trong chuyến thăm của mình, ông Kim Jong Un đã nói rõ rằng tình hữu nghị giữa Triều Tiên và Nga thân thiết như đồng chí và Triều Tiên sẽ hoàn toàn ủng hộ Nga ông Kim Jong-un cũng hứa sẽ ưu tiên tới quan hệ Nga-Triều. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người bị cô lập mạnh mẽ sau khi phát động chiến tranh xâm lược Ukraine, sẽ sớm thăm Triều Tiên. Đây là lần thứ hai Tổng thống Nga đích thân đến thăm Bình Nhưỡng. Trước đó, ông Putin từng đặt chân tới Triều Tiên để gặp cha của ông Kim Jong-un là ông Kim Jong-il. Trong nhiều tháng, Hoa Kỳ và châu Âu đã lo ngại về cách tiếp cận nhanh chóng của Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim. Họ cáo buộc Triều Tiên cung cấp cho Nga đạn pháo để sử dụng trên chiến trường Ukraine và trong chiều ngược lại, Nga đã hỗ trợ lương thực cho Bình Nhưỡng. Theo tình báo của phương Tây, dù ông Kim Jong Un không ký thỏa thuận trong chuyến thăm nhưng đã bí mật cấp một lượng lớn đạn dược cho Moscow. Theo Washington và Seoul, những nỗ lực của ông Kim Jong Un nhằm xích lại gần Nga hơn đã được đền đáp với việc Nga cung cấp kiến thức chuyên môn về các dự án vệ tinh cũng như viện trợ để giải quyết tình trạng thiếu lương thực. Điều nghiêm trọng hơn là vào tháng 3 năm nay, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để chấm dứt việc giám sát các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Điều này chẳng khác nào việc bật đèn xanh cho Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân. Trong hàng chục năm qua, sự hỗ trợ của Nga dành cho Triều Tiên ít hơn nhiều so với sự hỗ trợ của Trung Quốc việc ông Putin và Kim Jong-un ngày càng trở nên thân thiết hơn, khiến ông Tập Cận Bình có thể cảm thấy mối quan hệ kiểu này có thể ẩn chứa một loại cảm giác khó diễn tả. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, ông Putin đã ngay lập tức quay sang Trung Quốc, mong nhận được sự hỗ trợ quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình đã không dám cung cấp vũ khí sát thương sang Nga dưới sức ép của phương Tây. Điều này buộc Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay sang Triều Tiên và Iran. Mặc dù Trung Quốc đã bổ sung những nguồn lực của họ bằng những cách khác, chẳng hạn như mua số lượng lớn dầu của Nga để hỗ trợ Nga chuyển sang nền kinh tế thời chiến hay xuất khẩu sang Nga những linh kiện có công dụng kép như máy công cụ và các bộ phận cần thiết cho sản xuất xe tăng và hỏa tiễn, tuy nhiên sự xích lại nhanh chóng giữa Nga và Triều Tiên không phải là ý đồ ban đầu của ông Tập Cận Bình ông Kim Jong-un đã luôn hy vọng nhận được sự hỗ trợ khoa học và công nghệ cần thiết từ Trung Quốc để phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn lo ngại cho rằng Triều Tiên có thể gây áp lực đối với biên giới của chính mình khi Bình Nhưỡng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, ngoài hỗ trợ kinh tế nửa vời, Trung Quốc hiếm khi đáp ứng nhu cầu có được nguồn tài nguyên công nghệ cao của Triều Tiên. Trên thực tế, rất khó để chính quyền của ông Kim Jong-un có được công nghệ cao từ Bắc Kinh. Do đó, tình anh em thân thiết giữa Triều Tiên và Liên bang Nga có thể không phải là điều mà ông Tập Cận Bình mong muốn. Tình anh em giữa Nga và Triều Tiên phải chăng đây là cách để ông Putin gây áp lực lên ông Tập Cận Bình khiến tăng cường hơn nữa sự hợp tác không giới hạn với Trung Quốc? Theo Lev Eric Isley, giáo sư tại Đại học Yuha ở Seoul, chuyến thăm của ông Putin là một chiến thắng đối với ông Kim Jong-un. Thưa quý vị, trong khi chuẩn bị cho chuyến thăm Triều Tiên vào ngày mai, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã bày tỏ lòng biết ơn Triều Tiên vì đã ủng hộ hành động của ông tại Ukraine, đồng thời khẳng định hai quốc gia sẽ hợp tác chặt chẽ để chống lại các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu. Theo hãng tin AP, Nhận xét của tổng thống Putin đã được đăng trên một bài xã luận của truyền thông nhà nước Triều Tiên chỉ vài giờ trước khi ông dự kiến tới Bình Nhưỡng hai ngày, báo hiệu một liên minh ngày càng chặt chẽ giữa hai nước khi cả hai quốc gia đều phải đối mặt với Washington. Ông Putin trong chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên sau 24 năm đã bày tỏ đánh giá cao sâu sắc đối với sự ủng hộ kiên định của nước này trong việc ông xâm lược Ukraine. Ông nói rằng các nước sẽ tiếp tục kiên quyết phản đối tham vọng của phương tây cản trở việc thiết lập một trật tự thế giới đa cực dựa trên sự tôn trọng công lý lẫn nhau ngoài ra tổng thống putin còn đề cập rằng nga và triều tiên sẽ phát triển các hệ thống thương mại và thanh toán không xác định không bị phương tây kiểm soát và sẽ cùng phản đối các biện pháp trừng phạt chống lại họ mà ông gọi là các biện pháp hạn chế đơn phương và bất hợp pháp tổng thư ký của nato ông jens stoltenberg đã tin rằng Chuyến thăm Triều Tiên sắp tới của nhà lãnh đạo Vladimir Putin là bằng chứng cho thấy Nga ngày càng phụ thuộc vào các nước độc tài. Quan chức này cho biết thêm, những người bạn thân nhất của Nga và những người ngưỡng mộ nhất những nỗ lực quân sự và chiến tranh xâm lược của Nga là Triều Tiên, Iran và Trung Quốc. Thưa quý vị, Tổng thư ký của NATO, ông Jens Stoltenberg vào ngày 17 tháng 6 đã cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục ủng hộ Nga trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Ukraine. Mặc dù Trung Quốc chính thức duy trì lập trường trung lập đối với cuộc chiến toàn diện của Nga ở Ukraine và phủ nhận việc cung cấp viện trợ sát thương, nhưng Bắc Kinh và Moscow vẫn tiếp tục tăng cường mối quan hệ của họ. Điều này đã được nhấn mạnh trong chuyến thăm của ông Putin tới chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hồi tháng 5 vừa qua. Ông Stoltenberg đã nói thêm, Bắc Kinh không thể có cả hai tại một thời điểm nào đó, trừ khi Trung Quốc thay đổi hướng đi, các đồng minh sẽ phải khiến họ trả giá, chắc chắn sẽ có hậu quả. Trong hai năm qua, ông Stoltenberg cho biết 90% thiết bị vi điện tử của Nga đều đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đang nỗ lực cải thiện khả năng của các vệ tinh Nga. Các mối đe dọa không mang tính khu vực. Trung Quốc đang kích động một cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Đồng thời, họ muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa NATO với các nước ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương khi Nga mở rộng quan hệ đối tác với Trung Quốc và Triều Tiên. Các quốc gia ngoài NATO như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, New Zealand sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Trung Quốc đã phủ nhận việc hỗ trợ quân sự toàn diện cho Nga để chống lại Ukraine. Đồng thời Hoa Kỳ trước đây đã cáo buộc Trung Quốc dành cho Nga mọi sự hỗ trợ đằng sau hậu trường đối với cuộc chiến ở Ukraine, mô tả hành động của nước này là gây bất ổn ở trung tâm châu Âu. Thưa quý vị, tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm một người phụ nữ mà phương Tây gọi là người thân của ông vào một vị trí cấp cao của Bộ Quốc phòng vào hôm thứ hai vừa qua, như một phần trong kế hoạch cải tổ đang diễn ra trong giới lãnh đạo quân sự Nga việc bổ nhiệm đã diễn ra sau khi ông Putin cách chức Bộ trưởng Quốc phòng lâu năm là ông Sergei Sogu, vào tháng trước và thay thế ông ta bằng nhà kinh tế Andrei Belousov, sau đó tiếp tục bắt giữ một số nhân vật quân sự cấp cao vì tội tham nhũng. Các nhà phân tích cho rằng cuộc thanh lọc lãnh đạo cấp cao của cơ quan quốc phòng Nga là dấu hiệu Moscow tin rằng họ có thể đánh bại Ukraine trên chiến trường bằng cách chi tiêu nhiều hơn và tồn tại lâu hơn Kyiv cũng như các đồng minh phương Tây. Họ cho biết điện Kremlin cũng muốn kiểm soát chặt chẽ hơn khoản chi tiêu khổng lồ của quân đội. Cụ thể, tổng thống Putin đã ban sắc hành lệnh vào hôm thứ hai để thay thế bốn thứ trưởng quốc phòng. Ông đã đặt bà Anna Tsitsilova, một con gái của em họ ông, thay thế cho một trong những thứ trưởng đã bị cách chức. Trước đó, Vương quốc Anh đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tsitsilova vào hồi năm 2022. Liên minh châu Âu cũng liệt bà vào danh sách họ hàng gần của tổng thống Vladimir Putin. Cựu quan chức của Bộ Tài chính là Leonid Gonin cũng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Quốc phòng. Được biết, những thay đổi này là một phần trong kế hoạch cải tổ lớn nhất của Bộ Quốc phòng Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine từ hồi tháng 2 năm 2022. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan vào hôm thứ Ba cho biết, họ đã nắm bắt được tình hình sau khi những bức ảnh xuất hiện trên mạng về một tàu ngầm hạt nhân trung quốc đang nổi lên ở eo biển đài loan eo biển hẹp ngăn cách đài loan với trung quốc là nơi căng thẳng thường xuyên giữa hai khu vực đài loan báo cáo hàng ngày về các chiến đấu cơ và chiến hạm của trung quốc hoạt động tại đó khi bắc kinh tìm cách khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình đối với hòn đảo được quản lý dân chủ Truyền thông Đài Loan công bố những hình ảnh về chiếc tàu ngầm nổi lên có thể mang hỏa tiễn đạn đạo lớp Jin được trang bị vũ khí hạt nhân vào lúc bình minh hôm nay, cách bờ biển phía tây của Đài Loan khoảng 200 km. Khi được hỏi về chiếc tàu ngầm, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Koo cho biết họ đã nắm rõ tình hình tình báo nhưng từ chối tuyên bố họ theo dõi nó như thế nào các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước nhiều tháng liền và nhiệm vụ bí mật của các tàu mang hỏa tiễn đạn đạo khiến chúng hiếm khi nổi lên trang reuters cho rằng tàu ngầm có thể đang quay trở lại quân cảng ở thanh đảo từ biển đông nguồn tin cho biết có thể có sự kiện đặc biệt xảy ra khiến con tàu gặp trục trặc và buộc phải nổi lên vùng biển chiến lược ngoài khơi bờ biển phía tây nam của đài loan có thể khiến nơi đây trở thành điểm nóng đối với quân đội bao gồm trung quốc đài loan và hoa kỳ Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết khoảng 20 đến 30 binh sĩ Triều Tiên lại tiếp tục vượt qua biên giới giữa hai nước vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 nhưng đã quay trở lại sau khi lực lượng Hàn Quốc bắn cảnh cáo. Hãng tin HAP đưa tin, dẫn lời hội đồng tham mưu trưởng Liên quân nói rằng, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng hôm qua khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên ở khu vực trung tâm khu phi quân sự DMZ lần thứ hai vượt qua ranh giới quân sự trong một tuần nhóm binh sĩ này đã nhanh chóng quay trở lại sau khi lực lượng hàn quốc bắn cảnh cáo và có thông tin cho rằng việc vượt biên này không phải là cố ý một sự việc tương tự cũng xảy ra ở khu vực biên giới hai miền chỉ hơn một tuần trước quân đội hàn quốc cũng nói rằng một số binh sĩ triều tiên đã bị thương hoặc thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở khu vực biên giới nhưng không cho biết sự việc xảy ra khi nào Triều Tiên vào hồi tháng 11 cho biết họ sẽ từ bỏ thỏa thuận quân sự năm 2018 với Seoul và điều thêm binh lính, thiết bị tới biên giới sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự để đáp trả việc Bình Nhưỡng phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên. Kể từ đó, Triều Tiên tiếp tục dỡ bỏ đèn đường và đường ray, lắp đặt hàng rào chống tăng và đặt mìn để thiết lập những vùng đất trống nhằm tăng cường khả năng an ninh. Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh cho các bác sĩ quay trở lại làm việc vào hôm thứ Ba, ngày 18 tháng 6, trong bối cảnh ngày càng nhiều bác sĩ tham gia cuộc đình công phản đối việc tăng tuyển sinh vào trường y. Bộ trưởng Y tế Chu Kyu Hong cho biết, khoảng 4% trong số 36.000 phòng khám tư dân đã thông báo kế hoạch đóng cửa vào hôm thứ Ba để tham gia cuộc biểu tình. Để giảm thiểu khoảng cách y tế, lệnh quay trở lại làm việc sẽ được ban hành vào lúc 9 giờ sáng hôm nay. Bộ trưởng Cho nói trong một cuộc họp báo, Chính phủ trước đó đã ban hành lệnh quay trở lại làm việc đối với các bác sĩ thực tập sinh đình công, trước khi rút lại lệnh này vào hồi đầu tháng. Theo luật, các bác sĩ vi phạm lệnh quay trở lại làm việc có thể bị đình chỉ giấy phép hoặc các hậu quả pháp lý khác. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết, cuộc đình công của bác sĩ là đáng tiếc và đáng thất vọng. Chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc xử lý nghiêm khắc những hành vi bất hợp pháp bỏ bê bệnh nhân. Ông Yoon nói trong cuộc họp nội các, đồng thời đề nghị hợp tác nếu các bác sĩ quay trở lại làm việc. Theo một cuộc khảo sát do nhà thăm dò địa phương thực hiện vào cuối tuần trước, gần 8 phần 10 người dân Hàn Quốc phản đối những cuộc đình công của các bác sĩ. Thưa quý vị, báo cáo của trang tin tức Apollo cho thấy quân đội của Trung Quốc không thể tiến hành chiến tranh do tình trạng tham nhũng lớn hơn nhiều so với các nhà lãnh đạo chính trị. Nhà báo Jai Sanjien cho rằng tham nhũng trong quân đội ảnh hưởng đến tất cả các vũ khí như tàu chiến, phi cơ và pháo binh. Sau khi đánh giá, những trang bị này căn bản không thể tham gia thực chiến nếu chiến đấu chắc chắn sẽ thua. Có 80% binh sĩ trong quân đội chỉ bắn không quá 30 viên đạn, trong khi số liệu chính thức cho thấy mỗi người đã bắn hàng nghìn viên đạn. Mỗi cuộc tập trận quân sự đều trở thành cơ hội để tiêu hủy bằng chứng tham nhũng. Trước năm 2000, quân đội thường tiến hành huấn luyện bắn đạn thật, nhưng sau năm 2000, việc huấn luyện bắn đạn thật giảm dần và những năm gần đây lại càng hiếm hơn. Ngay cả hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc hiện vẫn ở trong trạng thái chưa sẵn sàng tham chiến. Khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông không hề biết quân đội của Trung Quốc đã mục nát từ gốc rễ. Do hiện nay ông đã hiểu rõ tình hình thực tế, nên chỉ có thể chọn cách án binh bất động và yêu cầu quân đội trung thành với mình. Nhà bình luận Wang Duran của Apollo tin rằng những tiết lộ của Jai Sanjin là đáng tin cậy. Suy cho cùng, Trung Quốc không có hệ thống bầu cử, nên mức độ tham nhũng trong quân đội của Trung Quốc là điều đương nhiên. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giờ Tình hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.